vai trò là phụ trách một công ty thương mại mang cái sản phẩm đến cho khách hàng thì mình cho rằng là cái yếu tố con người là một trong yếu tố rất là quan trọng. Chính vì vậy công ty xác định rằng là việc đào tạo nhân sự, chất lượng nhân sự và một cái đội ngũ kinh doanh tinh nhuệ là một trong những cái chiến lược dài hơi của công ty. Trước đây mình vẫn cho rằng là kinh doanh thì rất là dễ, chỉ cần có quyết tâm, chỉ cần có ý tưởng thì làm gì cũng thành. Và cho tới khi mình phá sản và mình không hiểu tại sao. Tham gia quản trị doanh nghiệp trên mảng quản lý nhân sự thì bản thân tôi cũng rất là loay hoay trong cái công tác quản trị để tham mưu cho lãnh đạo công ty. Và rất là may mắn là mình được tình cờ tiếp xúc với Kingsman và Thầy Hoàng Trung Dũng. Trong thời gian qua thì công ty cũng đã tìm được một đối tác chiến lược, đó là Học viện Kingsman. Chúng tôi đang là đối tác và sự lựa chọn hàng đầu của rất nhiều các tập đoàn, các tổ chức lớn tại Việt Nam như Vingroup, Viettel, Samsung, Vinataba, Habeco và rất nhiều các tổ chức khác đang hoạt động tại Việt Nam. Tổ chức giáo dục Kingsman có 3 trụ cột chính là Học viện Chiến lược Nhân sự Kingsman, Trường Kinh doanh Kingsman và Tổ chức Kingsman Toàn cầu. Theo tôi thì giá trị cốt lõi nhất của Học viện Kingsman đó là có đội ngũ giảng sư hết sức là tận tâm và chuyên nghiệp. Họ đến từ tất cả những tập đoàn đa quốc gia trong nước và ngoài nước và họ truyền tải, chia sẻ những câu chuyện thật, những trải nghiệm có thật và đặc biệt là kiến thức thật cho các đối tượng là doanh nghiệp, doanh chủ Việt Nam trên khắp 63 tỉnh thành Việt Nam. Thì đấy, theo tôi đó chính là giá trị cốt lõi bền vững nhất của Học viện Kingsman. Sứ mệnh của chúng tôi là đem đến cho đối tác và khách hàng những gói tư vấn chuyên sâu, các chương trình đào tạo chất lượng liên tục được cập nhật và triển khai bởi đội ngũ giảng viên dày dặn kinh nghiệm quốc tế. Chúng tôi hy vọng rằng đây là chương trình sẽ đem đến cho khách hàng và đối tác rất nhiều giá trị đích thực. Chúng tôi khẳng định vị thế là đơn vị đào tạo, là tổ chức đào tạo luôn đem đến giá trị lớn nhất cho khách hàng và đối tác. Với sứ mệnh của mình, tổ chức giáo dục Kingsman đem đến các chương trình đào tạo, các gói tư vấn có giá trị chất lượng cao. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang nỗ lực vươn ra thị trường quốc tế, thu hút nhiều giảng viên, chuyên gia có kinh nghiệm, trải nghiệm sâu rộng về kinh doanh quốc tế. Chúng tôi đã hợp tác với Kingsman được một thời gian. Tôi đánh giá rất cao chất lượng đào tạo và phong cách chuyên nghiệp của Kingsman. Trong thời gian sắp tới đây, chúng tôi rất mong muốn được hợp tác với Kingsman trong việc mang các chương trình đào tạo chất lượng đến với các doanh nghiệp Việt Nam và xúc tiến thương mại để hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc đầu tư và kinh doanh tại Úc. Trong 6 năm xây dựng doanh nghiệp cùng sự gia tăng đột biến về mặt nhân sự, chúng tôi gặp vấn đề khó khăn khi mà nhân sự không chủ động tham gia vào các hoạt động của công ty cũng như là tinh thần đoàn kết trong các cái hoạt động đội nhóm không cao. Chúng tôi tìm đến cái công cụ BSC và KPI của Thầy Hoàng Trung Dũng tại Học viện Kingsman và sau khi áp dụng mô hình này vào công ty thì chúng tôi đạt được những kết quả rất là tích cực. Chúng tôi đã hợp tác với Kingsman tổ chức nhiều cái khóa đào tạo về kỹ năng cũng như những cái khóa mà làm thế nào để đội ngũ nhân viên có được những cái khả năng làm việc tốt nhất. Kim chỉ nam hành động của chúng tôi là chúng tôi đồng hành cùng đối tác và quý khách hàng để tiến hành những việc bình thường một cách đột phá thay vì chúng ta cố gắng làm những việc đột phá một cách bình thường. Học viện Kingsman đã đồng hành cùng chúng tôi từ chặng đường đầu tiên. Sau 5 năm, chúng tôi đã xây dựng được bản đồ chiến lược BSC và đã khẳng định được vị thế của mình ở thị trường ngoài Bắc Việt Nam về độ chuyên nghiệp và tin cậy. Làm việc trong môi trường Kingsman là một môi trường năng động, nhanh nhẹn, hòa đồng. Bản thân tôi tăng thêm được sự hiểu biết, tự tin trong giao tiếp và ứng xử. Làm việc tại môi trường Kingsman, một môi trường đào tạo chuyên nghiệp, có cơ hội khẳng định giá trị bản thân cũng như tạo lập những mối quan hệ bền vững. Khách hàng đã luôn luôn coi tổ chức giáo dục Kingsman là nơi mà mọi người đều cần đến học. Giống như slogan của chúng tôi, Where Kings also need to learn, ngay cả vị vua cũng cần đến học tập và trải nghiệm ở nơi tuyệt vời này. Xin cảm ơn Thầy Hoàng Trung Dũng, xin cảm ơn Học viện Kingsman đã mang lại cho mình những kiến thức vô cùng bổ ích và thú vị. Tôi rất là trân trọng cảm ơn đến đội ngũ giảng viên của Kingsman và đặc biệt là Chủ tịch Hoàng Trung Dũng đã giúp cho tôi có được một hệ thống kiến thức để áp dụng vào trong quản lý doanh nghiệp của mình. Tôi hy vọng rằng đối với The Medcare và Kingsman sẽ còn hợp tác lâu dài trong một cái thời gian sắp tới. Trong tương lai thì công ty vẫn bám sát cái mục tiêu này và cũng xác định Kingsman là một đối tác chiến lược, hợp tác toàn diện trên mọi phương tiện, kể cả đào tạo rồi xây dựng lộ trình chiến lược cho công ty để giúp cho công ty hoàn thành được các cái mục tiêu của tổng công ty cũng như là bộ giao trong thời gian tới. Tôi tin chắc rằng Học viện Kingsman sẽ là người bạn đồng hành tin cậy cho các doanh nghiệp trẻ Việt Nam.